show Lần Đầu Con Kể, một nơi mà những đứa con trong gia đình có dịp lần đầu tiên chia sẻ những câu chuyện mà mình gặp phải trong gia đình của mình. Và mình, Châu Đoan, sẽ là người đồng hành của các bạn trong talk show ngày hôm nay. Với chủ đề phân biệt giới tính trong gia đình, chúng ta hãy cùng chào mừng hai khách mời đặc biệt ngày hôm nay nhé. Chào hai bạn. Đầu tiên thì hai bạn có thể cho mình cũng như quý vị khán giả biết là hai bạn là ai được không ạ? Mình tên là Lưu Gia Nhi, hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và mình cũng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Nguyễn Đồng Trí, mình đến từ Bến Tre. Với chủ đề đặc biệt ngày hôm nay là phân biệt giới tính trong gia đình, thì các bạn có thể cho mình cũng như quý vị khán giả biết là trong gia đình các bạn là con thứ mấy và gia đình bạn gồm có anh chị em nào không? Đầu tiên là mời Nhi trước nha. Thì trong gia đình thì mình là con cả, hiện tại mình đang là người chị của một bé trai học lớp 8. Trí thì sao ạ? Nhà mình thì có hai anh em, thì mình cũng là con lớn, mình không đứa em gái. Vậy là hiện tại chúng ta đang có một người anh và một người chị, cả hai chị trong gia đình đóng vai trò là con cả, hay gọi là đủ nếp đủ tẻ hết. Thì mình tin là những cái trong gia đình cái mối quan hệ của anh chị em với bạn có tốt không? Quan hệ của anh em mình thì rất là tốt. Còn Nhi thì sao ạ? Thì chị em mình hiện tại rất là ổn. Xem ra thì hai khách mời hôm nay của chúng ta, cái mối quan hệ giữa anh chị em trong gia đình khá là tốt. Nhưng mà trong gia đình một nam và một nữ, bạn có cảm thấy là cái sự đối xử của cha mẹ có cái gì khác biệt không? Ở gia đình mình thì có lẽ như là ba mình thích con gái hơn, cho nên cái sự mà chăm sóc cũng như cái sự mà quan tâm nó sẽ nhiều hơn dành cho em của mình. Còn mẹ mình thì kiểu như mẹ mình thích con trai hơn, cái sự mà lo lắng cũng như là bảo bọc thì của mẹ mình cũng dành cho mình nhiều hơn là cho em của mình, cho nên mình không có cạnh tranh với em mình lắm. Còn Nhi thì sao ha? Thì mình thấy cái sự đối xử trong gia đình thì chắc cũng có một chút xíu, tại vì mình và em trai mình hơn kém nhau 8 tuổi, cái sự trên là tuổi tác là một, thứ hai là ông nội mình là người cực kỳ thích con trai. Từ đó mình nghĩ ít hay nhiều cũng có ảnh hưởng trong tâm lý gia đình, là kiểu cũng phải có một cái đứa con trai như ba mình nói là để bưng cái ly hương. Vậy thì các bạn cảm thấy là giữa con trai với con gái trong gia đình có một cái sự bất công nào đó đúng không? Mình có thể hỏi thêm là cái biểu hiện của cha mẹ đối với cái sự bất công như thế nào được không? Về học tập trước đi ha. Thì mình có một cái áp lực học tập là từ bé tới lớn. Có một năm thì đột ngột nó xuống tiên tí thì có bị mắng chửi. Nhưng mà khi tới đời em của mình á thì nó không có áp lực học tập gì hết. Ba mẹ mình cứ mặc định là chỉ cần nó lên lớp mà thôi. Tới khi mà mình hỏi là tại sao có cái sự mà so sánh nó như vậy á, thì ba mẹ mình chỉ kêu là tại vì là con gái. Cũng lại tiếp tục là vì là con gái nên cần phải giỏi giang hơn người ta. Vậy thì Trí, theo cái sự chia sẻ của bạn á, thì ba dành tình thương cho em gái nhiều hơn, mẹ thì dành tình thương cho bạn nhiều hơn, thì có những cái biểu hiện nào để bạn có thể thấy được là cái sự nhiều hơn nó thể hiện ra ngoài không? Chẳng hạn như về em của mình á, đi đâu thì ba mình lại đem quà bánh gì gì đó, thì lúc nào cái bự hơn vẫn là cho em mình. Thì mẹ thì gần như là hoàn toàn ngược lại, nhưng mà không có tới nỗi mà khập khiễng như là ba mình. Vậy thì đối mặt với cái việc những cái hành động như vậy á, có một sự phân biệt nhỏ trong gia đình, thì các bạn đã bao giờ phản ứng lại cái hành động của ba mẹ chưa? Thì mình cũng có hay hỏi cha là ủa sao em nó được như vậy mà mình không được như vậy. Cái ba nói nó con gái, còn mày thì mày lớn rồi, cái gì mày làm không được chẳng hạn như vậy. Thì mình mới nói trong đầu thì con gái với con trai thì cũng là con, nhưng mà ba mình nói là tại vì kiểu như em nó nhỏ nè, với lại mình cũng thấy ba mình con gái hơn, cho nên ba mình cũng hay áp đặt những chuyện mà con gái phải làm lên cơ thể mình đó. Chẳng hạn như là mình phải biết nấu cơm nè, mình phải biết dọn dẹp nhà cửa. Từ khi mình học lớp 5 thì mình đã phải làm những cái chuyện đó rồi, cho nên bây giờ mình biết được rất là nhiều. Còn em mình bây giờ nó gần như là nó không phải làm hết á. Thì nó đi học về nó thì nó chỉ vô bồn nó nằm, rồi tới giờ cơm thì ba lại kêu ra. Nhiều khi mình cũng thấy là bất công chỗ đó, nhưng mà ở lâu rồi cái cũng nó cũng có một cái lý do gì đó, cho nên cũng quen đúng không? Cũng quen. Bạn Nhi thì sao nè? Mình kiểu bị lật ngược lại là mình phải làm hết mọi thứ trong gia đình. Thế mình có hỏi là mẹ mình là tại sao cho không cho em thử rửa một cái chén, tại vì nó cũng đã lớn. Thì mẹ mình kêu là nó là con trai, xong rồi nó lấy vợ để vợ nó làm. Mình kiểu ủa sao lại là để cho vợ làm như vậy thì không được. Thì giống như là chị lớn mà, thì mình phải thay mẹ dạy dỗ nó. Thế là mình bắt nó đi rửa chén. Nhà mẹ mình phản ứng khá là dữ dội khúc đó. Vậy là trước cái sự đối xử phân biệt giữa giới tính nam và giới tính nữ trong gia đình đó, thì hai bạn cũng đã có những cái phản ứng lại đối với phụ huynh, và phụ huynh cũng đã hồi đáp được cái phản ứng đó rồi đúng không? Mình thấy đó là một dấu hiệu đáng mừng á, bởi vì có nhiều trường hợp đứa con trong gia đình cảm thấy sự bất công giữa anh chị với nhau, rồi cứ giữ cái điều đó trong lòng mình, không nói cho cha mẹ biết, cha mẹ cũng không biết là con đang nghĩ gì, cho nên không thể nào kịp thời giải quyết cái vấn đề của con gái. Vậy thì
đặt trường hợp nha. Ví dụ như sau này các bạn lập gia đình, rồi trong gia đình có đủ cả nam và nữ, thì liệu các bạn có để cái sự bất công trong gia đình xảy ra như mình đã từng gặp? Thì theo mình thấy á, thì không phải con cái nào cũng trở thành cha mẹ, nhưng mà cha mẹ đều đã phải là con cái hết cả. Bản thân cũng đã chịu một ít bất công mà mình cảm thấy được, thì mình sẽ cố gắng hết sức ở tương lai khi mà mình sanh con ra, nếu mà có thực sự là sanh hai đứa và có cả nam cả nữ như vậy á, thì mình sẽ cố gắng hết sức để cho chúng thấy là trong mắt của chúng á, mình là một người mẹ công bằng nhất có thể. Vậy con Tiết thì sao? Về mình á, thì theo mình nghĩ nếu mà có con á, thì nói về sự công bằng thì gần như là trên đời này không có gì công bằng tuyệt đối cả. Thì nếu mà có con, một đứa con trai, một đứa con gái, thì mình sẽ cố gắng làm sao mà để cho đứa con trai cảm nhận được à, mình được hưởng những cái gì mà một đứa con trai đáng hưởng, và đứa con gái thì cũng vậy. Thì mình kiểu như là tạo cho nó một cái sự là cảm nhận được là mình yêu thương rất là đầy đủ. Nếu mà có con á, thì chắc chắn sẽ cho nó đầy đủ nhất có thể, chứ không nói là công bằng. Như các bạn cũng thấy đó, giống như chúng ta vẫn thường gặp mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng mà gia đình nào dù lớn hay nhỏ thì đều có những cái vấn đề riêng lẻ của từng gia đình. Mình mong rằng á, là dù có vấn đề gì xảy ra đi nữa thì chúng ta hãy cùng nhau nói ra, cùng nhau bàn luận để mà có thể giải quyết tốt nhất cái vấn đề để có thể giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu như các bạn có những vấn đề gì á, mà trong gia đình không thể chia sẻ thì hãy đến với chúng mình, đến với Lần Đầu Con Kể để cùng nhau lắng nghe, cùng nhau giải quyết vấn đề đó. Thì đến đây thì thời lượng của talk show Lần Đầu Con Kể cũng đã hết. Chân thành cảm ơn hai bạn khách mời đã đến với talk show ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.